Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình tiếp tục chơi game Quyền Vương. Hôm nay có mèo thần tài, phải quay liền quý mèo thần tài với rương đặc biệt con Zero. Tất cả mấy bạn muốn chơi thì chơi mình miễn. Con này khó lắm. Boss này có 5.000 mà mình có con kia rồi. Mình cũng không có muốn đâu đua con này làm gì nữa. Mình chỉ giờ một kiếm một hai con ở đằng sau nó cho có đam nhiều nữa. Bây giờ trước khi làm cái này là phải quay làm cái nhiệm vụ kia cho đó. Zero bot khủng đó, nghe nói là tăng lắm. Mẹ lắc kia đây thôi, cái gì nạp 600. Chòa chưa được 33.000 điểm cũng được, cũng được, tạm ổn. Còn cái cung này nè, cái cung này là nó đánh sao à, chưa tìm hiểu dữ lắm. Bây giờ nè, không có biết, để chút đi vô nghiên cứu sao. Ok, với lại hôm qua mình mới lấy được con bún rậu, mới đủ mảnh luôn. Giờ mình bấm vô đây miễn phí lên được 5 lần đó, không phải chờ như hồi xưa nữa. Nhẹ nhàng. Rồi bây giờ vô quay cái nào. Quay xong rồi mình đánh cái kia. 88 à. Cũng được. Gấp đôi là được, cứ gấp đôi là được. Này không gấp đôi. Chưa đủ 200, mới 200. Gấp đôi không? Gấp mò không được, không gấp đôi luôn. Không cần gì, chỉ cần gấp đôi thôi được rồi. Mình thôi bắt lên được 700, quá bèo. 6.000 lên được có 1.000 nữa trời. 13.000 luôn rồi, xong lên được có 5.000 mấy, 5k mấy kim cương, quá tệ. Tại vì không có một cái nào gọi là gấp đôi luôn. Sao hẳn nhân đôi à? Được. Rồi nhân đôi mấy con này cũng không có gì gọi là hết. Rồi vô coi cái kia nó là cái gì trong đó. À, vô mua đồ, đánh thưởng phải mua đồ liền. Đúng cái gì đó, 33.000 điểm thưởng. Để mình kiếm con này để tăng sức mạnh cho con Seishua. Phải có con đó nó mới khỏe được, còn không có con đó nó không khỏe nổi. Okay.
lôi đài 12 cung để vô gõ coi quyền dương lôi đài 12 cung có ra cái gì, quy tắc nó như thế nào mới được. Lôi đài 12 cung à, đây sao nó không có quy tắc gì được. Rồi đánh sao mình vô đây có quy tắc nào, bấm vô đây coi đỡ. Mỗi cung sẽ có 10 người trấn giữ à, người trấn giữ để giành được ấn của cung đó, nếu phù hợp yêu cầu sẽ thành người trấn giữ cung đó. Mỗi cung đều có yêu cầu chiến lược riêng, nếu không được yêu cầu lực chiến đó sẽ được nhận ấn cung nhưng không thể trở thành người giữ cung. Thu thập 12 ấn của 12 cung sẽ có cơ hội khi chiến bóp cung à. Mỗi kỳ thi đấu lần đầu tiên chiến thắng ở mỗi cung đều được nhận tương ứng 9 giờ cùng ngày kỳ thi đấu sẽ kết thúc, tiến hành xếp hạng, đồng thời sẽ căn cứ theo xếp hạng của người chơi để phát thưởng. Khiêu chiến cần phải trả phí, mỗi người chơi có thể trấn giữ ở một cung duy nhất. Chủ đề của mỗi kỳ đấu khác nhau, dữ liệu của kỳ trước cũng sẽ được làm mới khi kỳ thi đấu bắt đầu. Theo hình thức server đấu theo hình thức liên server, ưu tiên tìm đối thủ ở server gần nhất. À, thời gian lưu ý. Wow, sao có mấy cung nó xịn vậy? Bò cạp thưởng. Kéo lên bò cạp thôi. Rồi, nó cứu hút trên đây rồi. Mình có 101 là lực chiến nè. Có thứ 150 gần sầu đánh. Là bắt buộc có ba con này hả? Có đổi được không? Có đổi được không? Ý là có đổi được vị trí không? Lôi đài. À đây nè, mình có thể đổi được vị trí. Vậy đi, đúng rồi. Khùng hả? Để vậy đi. Vâng, nói hai cái này giống nhau anh này. Không biết, đi đi, đang làm chuyện. Có cung nào hết. Bò cạp không đánh được. Thiên bình thành tím rồi. Sư nữ. Nữ chưa đánh được không? Sư tử. Sư tử là được mà. Đánh cung sư tử là bộ hợp lý này. Đánh mấy thằng yếu hơn như này nè. Chiến. Cái này nó bắt buộc các bạn phải có cái lượng tướng gọi là dày. Lady hình tướng dày con này cũng được nâng hết.
Là mình được vô đây là mình được một cái cung này nhận ngay. Vậy là đâu cần đánh nữa, này đánh được không? Nó dẫn chiến được nè, nhưng mà mình có cái cung này rồi thì mình phải đánh cái cung khác đúng không? Hiểu. Đánh này để lấy cung bạch dương rồi. Mấy này thì dễ, cái này yếu mà. Lady go! Yếu mà, mấy này yếu. Ok, có thêm một cái này nữa nhận thưởng. À cứ vậy thôi, vậy cứ vô lại. Có kim ngưu nữa nè, kim ngưu. Mình đánh lấy đủ 12 cung, không biết để làm chi. Lady go! Mình đâu có kiếm boss cung nữa. Ok, chủ yếu là chỉ vậy thôi đó, phải không? Tưởng gì khó lắm. Lady go! Thí nghiệm ví dụ như kỳ này mấy cái con của mình không có mạnh á, thì kỳ sau nó có mấy con khác mà mình có mạnh hơn thì mình có thể khiêu chiến mấy cái cung cao hơn đúng không? Thì ra là thế. Lady go! Alo. Dạ, sư tử hồi nãy mình đánh nè, mình đang đứng đây. Sử nữ là nó cao hơn mình một cao lực chiến. Kinh quá. Còn là mấy anh mạnh có khỏe không? Rồi tới đây thôi, rồi cái tháng sau, cái đợt sau nó ra cái lợi giống như là vô con trôi hay là bánh bao hay gì đó, cái lực chiến mạnh mạnh hơn hẳn à, đúng không? Cái con đó của mình luyện để sẵn mà. Cái này mà bạn luyện không đủ á, là bạn cứ đứng là ở ngoài top sao hoài luôn. Ở vậy mà đâu thể nào mà luyện đủ hết đâu. Cái tiền ở đâu mà luyện cho đủ, cho nên là chỉ luyện một số con nào đó thôi. Xong rồi hy vọng nó ra mấy con đó để cho mình khỏi mất công phải chờ đợi. Vậy là cái này nè, mà luyện kiểu như nó khác người chút á, giống như là mấy anh mà đi kiểu như mà không ăn chơi á là bá đạo luôn, vô đó bá đạo luôn, tại không ai chơi mà có mình khỏe nhất, là ba con mình khỏe nhất là phá hết đập nát chỗ đó luôn. Phá ráo hết, bảo vậy. Vậy giờ phải luyện cái mấy con không ai chơi. Phải mở một cái đội hình khác, luyện cái con không ai chơi luôn để đi đánh. Lady go! Mà đánh cái này, thưởng phím thôi chứ đâu có gì đâu, đúng không? Thưởng phím này kia thôi. Xong rồi. Vì hôm nay cũng quyết định là thăng K lên 15 luôn. Nó lộ quên 5 sao. Thì cũng để 4 sao là hôm nay thôi, chứ cũng chưa có tăng lên 5 sao nữa. Mới cấp 70, 4 sao. Đẩy nó lên luôn 5 sao luôn, cho nó cứng. Hôm nay có mấy cái này không, còn chưa có ép nữa. Thì cũng mấy cái đó không có ép. Ok.
Biết khỏe rồi, biết khay là khay thấy khỏe rồi. Đây, giờ ta sử dụng anh văn năng. Chuyển người. Chuyển người. Chuyển người. Chuyển người. Chuyển người. Chuyển người. Chuyển người cho nữa. Vừa đủ thôi. Ok. Làm sao ngay. Nâng mắt không được hết rồi. Giờ chỉ có kiếm đồ ép thôi, nhưng mà đồ ép cũng khó kiếm nhưng mà dễ kiếm. Nên giờ phải đi tìm từ từ, nhưng mà trước khi mình ép cái đó thì mình ép đồ này trước. Tại vì mình muốn ép đồ này trước thôi. Chứ không có phải là gì, tại vì cái này nó ít á. Mình mà nó kiểu như nó cũng khá là quan trọng. Còn cái kia nó nhiều quá, mình để sau. Mấy cái nào ít mà ấp trước được thì mình cứ ấp thôi. Hồi bữa nay quay mèo xui chứ. Cái mèo gì đâu, 10 ngày 12k lên có 17k. Lên có 5k. Quá nhỏ. Phải như lên cỡ 20k thấy yên tâm, nhẹ dạ, dựng bụng liền. Có 20k khỏe, tháng sau có boss chơi, không có boss thì qua tháng cái màn hình tài có nữa cứ đẩy lên. Ồ, ngon lành, 30. Quá nhẹ nhàng. Hết đi rồi tính ép vũ khí, xong rồi ép cái đẳng, tăng đẳng nó lên. Chất mòn thiếu nhiều. Thiếu nhiều rồi. Đó 49k cũng gần 50 rồi. Phím thì mình để cho nó hai cái vàng này, cái này chưa tăng nữa, chưa up. Cái này cũng vàng, bộ kẻ tăng cũng khá. Nói chung là mình cũng chưa có thể qua cái phím vàng dữ lắm. Thôi bây giờ là đội hình này tạm ổn thôi, chứ chưa ổn lắm, nhưng mà cũng đủ xài chứ không phải là. Hay chào bạn đến phần nhắc tên của clip 82, bây giờ là clip 83 của clip Quyền Vương. Ok, like cái thích cái cây phẩy có Kula nên nó có chuyện được. Ừ thì có Kula mới được, mà Kula là anti cây phẩy, mà bên team kia có Kula, bên đây thua. Kula cứ biết ông môn nhé, kết duyên gì ba, kết duyên nữa, có kết duyên nữa, có ở trong đó nó có kết duyên một cái dòng của thằng cây phẩy nữa. Tháng sau đua hồn hạp Kula nơi, nếu đủ tiền. Ổn ổn không anh? Ổn không anh? Ổn được. Bây giờ mới có cây thì trễ rồi, sắp ra lục môn rồi. Lục hay không thì cứ có đi rồi tính, chủ yếu là ra lục môn có đủ tiền để lên không không thôi. Người có trả lời bên dưới rồi. Kim Lý nè, sắp ra boss zero nhận tiền, mất thôi mình không đưa boss. Mình có một con boss rồi, tăng à, một con tăng boss rồi, cô không có cần con zero. Biết là zero nó khá tăng nhưng mà chắc là đưa nhiều boss vô một đội hình, tăng vô một đội hình quá thì cũng không hay lắm. Chủ yếu là giờ mình phải kiếm con gì giảm lực đánh của cái team bên kia nó mới đỡ, nó mới khỏe, chứ còn tăng hay không thì nó đâu có quan trọng lắm đâu. Giờ mình cần giống như là con Samikloy khỏe gắn vô đội hình. Tên em nhà đăng còi có Samikloy, thì Samikloy thì bạn mua, bạn lắc xí ngầu ở trong hội quán, làm mấy cái nhiệm vụ trong hội quán rồi để có cái điểm bạn mua ở trong shop.
Hát Tên Em Nhà, hoặc là Vượt Màn Khó, Đình Lâm. Đội hình về ổng chưa? Ổng nhắc tên em nhanh. Mai Phương, anh ơi tim em cần vệ thì phải như thế nào anh? Cần vệ, cần vệ vẫn có Yashiro cũng vệ rồi, bỏ để im vậy được rồi, không cần vệ đâu, đi như đó được rồi. Cây phải thay vào semi-gloid được không anh? Cây phải thay vào semi-gloid được không? Chà, cái này tim là mắc bót luôn ha. Cây phải hả? Cây phải thay vào semi-gloid, đội hình bạn hơi bị thiếu cái vệ. Để semi-gloid đi. Ý không, bỏ semi-gloid ra, tại vì có vậy rồi, có Leona vậy rồi. Cảm ơn bạn Minh Nhật Đoàn nha. Đội hình như vậy được chưa anh? Cần điều chỉnh gì nữa không? Không, chuẩn, đội hình tuyệt vời quá. Hát Tên Em luôn anh. Giang, cố lên, anh em ủng hộ hết mình, cảm ơn bạn. Anh ơi, đội hình em như vậy, có bỏ một chiếc hỏa vào không? Chiếc hỏa giờ còn bỏ vô màu mà bạn thay Kyo. Rồi, chỉ có con đó thôi chứ không có gì. Nên thay chiếc hỏa vô để tăng chí mạng cũng được. Tùy, bạn có nên bạn muốn thì thay Kyo, còn không thì thôi. Vậy thôi, bye bye bạn. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go.